Gọi điện chưa bao giờ vô nhà cụ cả. Dòng họ duy nhất chỉ có một cô con gái thôi. Dạ, nên là rất là cưng luôn, bởi vậy là cô trắng bóc, rất là tiểu thư. Dạ. Vậy là giải khát của cô là bằng sữa đó. Như vậy là cái hoàn cảnh của thầy là chuột sa hũ sữa. Dạ, chính xác. Kính thưa quý vị, bây giờ thì Quốc Thuận và chị Hồng Vân xin mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật to để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Trời ơi, nhìn như là một cặp ca sĩ bước ra sân khấu vậy đó. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận. Em tên là Lê Giang Đức, 32 tuổi, nghề nghiệp là giáo viên tiếng Anh, đến từ Bình Dương. Dạ, xin chào hai anh chị, chào quý vị khán giả. Em tên là Bùi Thị Phương Thảo, em 29 tuổi. Công việc hiện tại của em là kinh doanh và thiết kế về lĩnh vực thời trang ạ. Rồi, anh đoán nha, trước đây là Thảo rất là dở tiếng Anh. Dạ đúng. Thế là tìm đến trung tâm của anh Đức. Và thầy Đức đang đứng giảng dạy và tia xuống, thấy con bé đẹp quá, thế là cua em, đúng không? Dạ đúng rồi anh. Trời, hay quá. Hay quá dần rồi. Trời ơi, lần đầu tiên trong lịch sử vợ chồng son Quốc Thuận nó đoán đúng, mình đúng từng cm. Rồi bây giờ mời hai em tường thuật lại cái mối tình của các em bắt đầu như thế nào. Lần đầu tiên hai vợ chồng em gặp nhau là em là giáo viên tiếng Anh, vì thế là vợ em cũng đến học. Trời ơi, vợ em hả, vừa đi vừa cầm cái hộp sữa cô gái Hà Lan mà núp. Trời, em ngồi trong phòng giáo viên, em nhìn ra trời, một vẻ đẹp ngất ngây, trời mây trắng lắm, mình làn da trắng bóc luôn mà nhìn rất chi là tiểu thư luôn. Lúc đó em có nghĩ là cô này sẽ là học ở trong lớp của mình không? Không biết, chắc là em sẽ dạy hay không, thoáng qua thấy đẹp quá thôi. Dạ đúng rồi, phải tia trước chứ. Vô lớp mà thấy cổ thì lúc đó em sao? Rất là hồi hộp, bởi vì không biết làm cách nào mà tạo ấn tượng với cô ấy đây. Dĩ nhiên là em giỏi tiếng Anh rồi, em chỉ được cái nhiêu đó thôi đó, nhan sắc là không có luôn. Dạ, mà thủ đoạn là vui đó, nên em tìm mọi cái tầm lân la kiếm được số điện thoại của cổ, bởi vì có cái danh sách tên của học viên đó, đầu về nhắn tin nhắn đồ. Nghĩa là trong ngày hôm đó là có số điện thoại luôn. Dạ đúng rồi, chứ không thôi thằng khách lượm lên. Ấn tượng của bạn chồng với bạn vợ là một phát ăn ngay đó, có nghĩa là bạn ấy say đắm và bạn tìm mọi cách bạn chinh phục. Rồi còn Thảo thì sao? Còn ấn tượng của em là đầu tiên là ông bước vô lớp, em nói sao ông này ông giáo viên mà ông trẻ quá, rồi trong khi dạy á, dạy thì lo dạy đi, lo nhìn em không, cứ tia em không à, rồi bắt em trả lời hoài, đúng sai gì cũng kiếm chuyện để đánh em. Rồi lên lúc đầu là ấn tượng của em cực kỳ ghét ông này luôn, trong khi em trả lời cũng đúng mà, đúng ông cũng đánh, sai ông cũng đánh, tại vì em mắc tội. Dạ, tội đẹp. Dạ chính xác anh. Sau cái hôm đó về á, khi mà bắt đầu ảnh dở những cái chiến thuật chiến lược để mà tiếp cận em á, cái đầu tiên của cái chiến thuật đó là cái gì? Dạ, chiến lược của ổng đó là giả vờ nhắn tin nhầm số. Ghê chưa? Nhầm số gì mà 2-3 lần vẫn còn nhầm. Xong rồi ngày nào cũng nhắn tin điện thoại cho em, nhưng mà nhắn cái gì? Nhắn cái gì mà xong dạ, cũng là cái kiểu số. Nhắn tin nhầm số rồi hỏi làm quen rồi em là ai. Dạ, em chán luôn, em chán không muốn trả lời luôn. Tới lúc mà gọi điện dữ quá em mới nghe máy. Em có biết cái bạn mà nhầm số là bạn thầy không? Dạ em chưa biết, tại vì chưa biết gì đúng không? Dạ chưa biết. Tới 2-3 tuần sau mới nhận là tên là Đức, giáo viên ở cái trung tâm em đang học á. Khi em phát hiện ra đây là ông thầy Đức thì lúc đó như thế nào? Em thấy sao cái ông này ông kỳ ghê, ông lên lớp ông ghét em lắm mà. Ông cứ kiếm chuyện để ông đánh em, mà sao ông nhắn tin em làm gì cũng thấy cũng ngộ. Đánh em? Dạ. Là sao? Là đánh cưng, về đánh cưng. Nè chị, đánh như vậy nè, vỗ vai vậy nè mà đau lắm. Ông thầy này ghê thiệt á, tức là ông dùng thủ đoạn tiếp cận là da thịt đụng da thịt bằng cách là đánh trò. Mà đánh giày nè, có nổi điên không? Đánh cái này giống như đánh vuốt đó em, đánh vuốt nè. Xem dở vậy hả? Có một cái chữ đó là em nói. Đúng không? Thầy ơi là thầy. Em có suy nghĩ rằng là ổng cua mình không? Lúc sau là em nghĩ rồi đó, tại vì ổng cứ nhắn tin kiểu tán tỉnh ve vãn á, gọi điện cho em tới khi tới 2-3 giờ sáng vẫn còn nói chuyện, mà cứ ngồi nói thao bất tuyệt, toàn là cái gì đâu trên trời không à. Ông có liên quan tới chuyện học hết á. Thường ông nào mới cua cũng nói vậy chứ. Dạ. Đủ thứ chuyện để nói chứ. Mà sau bao lâu á thì em bắt đầu có cảm tình với thầy? Dạ chắc cũng hơn 1 tháng. Tại vì mới cũng lâu dữ ạ. Dạ. Hơn 1 tháng lận á. Ông mới nhắn tin cho em có 2-3 tuần là ổng lúc đó lộ mặt rồi, là ổng đã kêu hỏi em làm bạn gái ổng rồi mà em đâu có chịu. Ông cũng nhây tới cùng, ông cứ hỏi hoài á, rồi em thấy chán rồi đại coi sao. Dạ, tại thấy ổng cũng được, cũng quan tâm em dữ lắm. Mà đâu phải dễ làm bạn gái đâu chị. Đâu, cái gian nan khó khăn của em nan lắm chứ đâu phải đơn giản. Nhà cổ là ở nhà lầu mà nó cao 3 tầng. Em đi dạy về thì 9:30 em mới về tới. Em lân la em tìm được nhà cổ, sau đó em gọi điện, em chưa bao giờ vô nhà cổ cả. Dòng họ duy nhất chỉ có một cô con gái thôi. dạ, nên là rất là cưng luôn, bởi vậy là cô trắng bóc, rất là tiểu thư. Dạ. Như vậy nước là... giải khát của cô là bằng sữa đó. Như vậy là cái hoàn cảnh của thầy là chuột sa hũ sữa. Dạ chính xác. Bố mẹ cũng khó, mà lúc đó cũng trễ rồi nên em không dám vô nhà được. Bắt đầu cổ đứng trên cái sân thượng á, cổ nghe điện thoại. Mà hai đứa cách nhau có mấy chục mét ra. Nói là giờ á, một là yêu anh nha, không là anh xông thẳng vô nhà. Trời dạ đúng rồi, mà khuya rồi mà nên cổ sợ, cổ phải đồng ý thôi. Sao thầy dạ nhiều kinh nghiệm quá vậy? Thực ra thì anh biết không, em xấu nhưng em rất là có duyên hay sao á, không duyên. Dạ đúng rồi, cũng có nhiều người để ý cái gu của em là em thích những cái cô gái nào mà cái kiểu tiểu thư trắng trẻo, sạch sẽ, không biết thích ghê vậy đó. Nên em nhìn thấy cô này cái là tự nhiên là em giống như tiếng sét ái tình á, em cái kiểu nào cũng phải cua cho bằng được. Cái kiểu như người Bắc nói là kiểu nào phải chén mới được. Dạ phải chén được bờ môi là vài tháng. Sau vài tháng thì cô thích em là giờ có dám hôn môi cổ không? Trời ơi nó sung sướng anh ơi. Mà cái lúc đó là ở đâu? Lúc đó là trên trường luôn mới ghê chứ. Trong lớp hay là sân trường? Ngay cái cầu thang thôi, cô chưa bước vô lớp. Cô kêu em ra là cô đưa cái bánh cho em ăn để em ăn giống như kiểu ăn tối. Cô cho em một cái bánh thì em mới hôn cổ ngay chưa được vô lớp nữa. Trên là, cầu thang? Dạ, ngay cầu thang là dứt luôn. Dứt lẹ không thôi người ta nhìn thấy chứ. Nhanh lắm, mà... chứ không là bị ăn tát của em rồi đó. Dạ, chạy mất tiêu luôn mà. Dạ, đúng rồi. Coi như là hung xong là chạy. Dạ, chạy mất tiêu luôn. Chưa kịp bạn hứng gì hết á. Nhưng mà hỏi này tại sao em lại thách? Tại em thấy mà ổng thấy ghét quá, mà ổng cứ đòi đứng, ổng đòi hung em mà trước cửa lớp nữa. Người ta ra vô tùm lum hết trơn. Em nói ông dám không? Ông giáo viên mà ông dám không? Em tưởng không dám, ai vậy ông làm thiệt cũng chạy mất tiêu luôn. Vài giây thôi. Em còn đang đứng ngỡ ngàng không biết chuyện gì luôn mà. Rồi nói nghe nè. Dạ. Trong cái thời gian rồi quen nhau á, em có ghen tuông gì không? Em ghen, ổng cũng ghen, hai đứa đều ghen dữ lắm. Ổng có mê gái không? Cực kỳ luôn anh. Cái tật mê gái là kinh khủng khiếp, từ lúc mà quen em tới bây giờ luôn. Mình em thôi đó. Cái miệng vậy thôi chứ ra đường nha, lúc mà quen em á, chở em ngồi sau lưng, người ta đi ngang qua nhìn rồi chạy quất xa rồi còn quái cái đầu lại nhìn nữa chứ. Em tát cho một phát vậy mà vẫn không sợ. Còn trai đẹp có nhìn không? Trai đẹp thì không bao giờ. Không thèm nhìn trai. Với lại là chuyên đi like Facebook với lại comment dạo nhưng mà gái xinh đó chị. Nghĩa gái là xinh. Vậy là kết luận là mê gái rồi chứ không phải là mê cái đẹp. Cái đẹp là khi nào đàn ông đẹp cũng phải nhìn cơ. Bao lâu thì em mới cầu hôn Thảo? 5 năm, sau 5 năm thì em phải lựa một cái chỗ nào phải cao nhất để em cầu hôn. Chọn một cái tòa nhà cao nhất ở Bình Dương, đó là một cái khách sạn 5 sao, vào một cái ngày đẹp trời, mưa nhẹ rải rác. Và mưa nhẹ rải rác một cái ngày mà cả thế giới tôn vinh phụ nữ và cũng có em luôn. 8 tháng 3. Dạ mùng 8 tháng 3. Ở trên sân thượng rất cao, gió lồng lộng và nhạc du dương nữa. Em biểu là chút xíu em cầu hôn á là bật cho em cái bài hát là Làm Vợ Anh Nhé. Sau đó rút nhận ra cầu hôn cổ. Lúc đó là cái kiểu như là tim muốn rớt ra ngoài luôn á chị. Tại mình không có nghĩ là sẽ cầu hôn ngay lúc đó luôn. Mà cầm cái nhẫn ra em còn chưa tin là sự thật nữa mà. Cứ tưởng là mơ thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Xong rồi sau đó là quyết định cưới đúng không? Dạ. Chuyển qua cái hôn nhân đi. Hôn nhân gia đình đi. Tụi em cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ tụi em cưới nhau được 4 năm. 9 năm bên cạnh nhau đúng không? Nếu vậy thì lúc mà về thì sao? Thấy thật xấu với nhau không? Hay là đã lộ từ trước khi về rồi? Thực ra thì vợ em nâng như nâng trứng á. Bởi vì em muốn vợ em luôn luôn phải xinh đẹp. Đẹp mọi lúc mọi nơi, ở nhà cũng phải đẹp. Nên là em cố gắng là làm mọi thứ có thể. Nếu mà trong khả năng của mình thì em giúp vợ hết. Bây giờ này chuẩn bị kể cái việc mà tật xấu của nhau thì ba ông phủ đầu. Sao mà bé vợ dám nói cái tật xấu của ông được? Em cứ nói đi em. Bây giờ Thảo hãy khui Thảo cái tật xấu của ông thầy này ra để cho ông tốt hẳn luôn. Bây giờ là ông tốt 90% phải không? Bữa nay khui luôn xong để ông tốt 100%. Bên ngoài thì mình cứ tưởng là tốt dữ lắm, nhưng mà ở chung rồi người ta nói là ở trong chăn mới biết chăn có rận á. Rận nhiều không? Vỡ mộng, rận bạc ngàn luôn. Dạ tật xấu thì đàn ông mà có tật xấu gì là ông có hết. Ông chỉ có không rượu chè cờ bạc thôi. Ví dụ nhất là cái vấn đề mà ở dơ á. Em nói ông này là ông trùm ở dơ luôn. Nhìn bên ngoài thì nhìn sạch sẽ bảnh tỏn vậy á, nhưng mà ở dơ không ai ở dơ bằng. Đồ mặc xong là đem giấu cất hết, khẩu trang đồ, đến khi nào mà nó chất thành núi hết đồ xài mới đem ra cho em giặt. Mà mỗi lần vậy là em giặt cũng ngất xỉu luôn, quá nhiều. Mà lý do gì thầy giấu? Dạ tại vì mắc mới gì giấu thầy? Tại vì em cũng thấy tội, bởi vì cứ giặt lắc nhắc mà bà cứ lục đục suốt ngày. Trời ơi vậy nó tay hay giặt máy? Dạ giặt tay, bà sợ hư đồ. Bàn tay vợ em là xưa giờ là bố mẹ là không cho làm một cái thứ gì hết. Năm cô đến 20 tuổi cũng không đụng một cái thứ gì hết. Cái bàn tay nó mềm xíu à. Mà giặt đồ thì em cũng sợ thương vợ, tổn hại nhan sắc của chút xíu. Dạ, em thấy em thương bằng lời nói thôi chứ không thấy hành động nha. Chứ rồi ở dơ nè hay giấu đồ nè. Dạ. Vui tiếp đi em. Trong cái chuyện ở dơ còn cái ở dơ hơn nữa. Chà, ngủ giật mình thức giấc móc cứt mũi. Em nói ông này ông ngộ trời, ông móc cứt mũi rồi ông bắn đùng đùng lên trời vậy á. Rồi em tưởng đâu là thức rồi, nhắm mắt ngủ tiếp. Cái ở dơ kinh khủng khiếp nữa là ông có cái tật là hay xì hơi. Người ta nói là trời đánh còn tránh bữa ăn, mà em đang ăn ngon lành ông ngộ ông xì hơi, làm em mất ăn luôn, ăn đâu còn thấy ngon nữa. Những người gì là khỏe lắm đó nha. Chứ còn nhiều khi không xì hơi người ta còn phải đi bác sĩ để mà ấn huyệt đặng cho xì hơi nữa đó. Gọi là xì đam mê luôn á. Cố tình là cố tình, cố tình là làm cho nó to ra để chọc em mà. Ông có thể ém được nhưng mà ông không thích. Mỗi lần mà ông xì trước mặt em là ông vui kinh khủng, còn hơn là trúng số luôn á. Tại vì nè, cái cảm giác á, nhìn thấy bạn đời của mình á, cái mặt mà nó đau khổ á, tự nhiên vui lắm. Chính xác, vợ em là chúa sạch sẽ. Mà bà cứ nghe một cái gì đó, cái tiếng xịt cái bà làm ghê gớm lắm. Bà làm giống như thế giới sụp đổ vậy. Đúng không? Rồi em khoái nha. Em ghét nha, em càng ghét. Em cố tình ví dụ không ra em cũng nín cho nó ra, kiểu vậy. Kinh khủng khiếp. Tật xấu gì nữa nè? Dạ, thêm một cái tật xấu nữa là hay cằn nhằn. Mỗi lần mà ăn cơm á thì món nào ngon ông mới ăn, còn món nào dở là bữa đó là thế nào cũng có chuyện ông bỏ ăn. Rồi ông nói thôi ăn đại cho qua bữa. Rồi canh thì ông nói húp đại miếng hồ cho xong cho rồi. Khổ như kế, la thì cũng không la, nhưng ông tự ăn cho xong. Qua ngày đoạn tháng. Xong qua ngày đoạn tháng. Chứ bây giờ thực không ăn thì đâu có sức mà đi làm. Dạ, thương quá. Còn bây giờ cô vợ nghe cái tổn thương. Có bây giờ tổn thương không? Dạ tổn thương lắm chứ. Còn có thay đổi món lúc đó không? Dạ không, em kệ không ăn ăn thôi chứ tại em nấu cực khổ mà. Em nấu chăng là may rồi chứ. Tại vì em còn công việc của em nữa mà, em còn chăm con nữa. Đúng rồi. Với lại ổng khôn lắm. Đồ nào mà buổi trưa ăn còn dư á là buổi tối ông không bao giờ ông ăn. Ông để cho em ăn cái đồ cũ, còn ông ăn đồ mới thôi. Ông ăn trên đầu em không à? Trời ơi, ăn trên đầu đâu. Thực ra vợ em là nấu ăn cực kỳ ngon. Dạ, nhưng mà ví dụ như có ngày nào mà hết đồ trong tủ lạnh mà không có mua kịp thì ăn cái kiểu như ăn những cái món đơn giản á. Thì cũng em hay chọc là thôi gắn ăn cho qua ngày đoạn tháng. Nhưng mà thực ra em cũng dứt mấy chén chứ dễ gì mà em tha nổi. Giả bộ nó đều vậy thôi chứ. Nhưng mà vẫn ăn chứ đúng không? Dạ. Trong tất cả những tật xấu này thì em mong muốn anh thay đổi cái gì? Chắc là cái tật hay cằn nhằn á. Tại vì ổng hay nhằn em dữ lắm. Ví dụ như khuya em cho con uống sữa, nó khóc ông cũng nhằn, ông không ngủ được ông cũng nhằn. Em dậy sớm em rửa chén ông cũng nhằn. Mấy cái suốt ngày lục đà lục đục ông ngủ không được. Em làm nhiều cũng nhằn, em quét nhà nhiều cũng nhằn. Ông nói sao nhà vậy tối ngày quét hoài à. Ông khó chịu lắm. Nhưng mà không bao giờ ông phụ em đâu. Khi nào mà em nổi cáu lên á, em sai 2-3 lần á mới phụ em lưỡng xíu. Mà làm cho có qua loa qua quýt thôi chứ không phải là làm kiểu nhiệt tình. Làm cho qua ngày đoạn tháng đó. Dạ, qua ngày thôi. Rồi bây giờ tới thầy đó, thầy phán pháo là đi. Là gỗ có bị bệnh, giống như cái bị bệnh sạch sẽ quá đó. Ví dụ như trong phòng sạch sẽ, sạch tưng à. Đi mà nhiều khi là muốn trượt té được luôn, là nó quá sạch kinh kích luôn á. Trưa 12 giờ hoặc là đứng bóng 1 giờ không chịu ngủ đâu. Rồi lôi mấy cái giấy khăn ướt ra, lấy cái chai mà xách cuộn tay đó. Chà trời, nó chà từng ô gạch luôn trời, nó bực kinh khủng khiếp. Nhiều khi 9-10 giờ đêm mà ngồi bà cũng lao vậy đó. Ai chịu nổi. Vì em cứ muốn là nghỉ ngơi đi, ngày nào cũng cứ lục đà lục đục, cô ngồi im cô chịu không nổi. Cô phải nghĩ cái này, nghĩ cái kia cô làm, cô bóc mới ra cô làm, cô xếp đồ, xếp đạc, nhiều khi trong tủ nó gọn gàng ngăn nắp vậy, cô cũng mới ra cô xếp. Rồi tiếp tục cái tật xấu cũng mắc cười nữa, ngày nào cũng nghĩ trời ơi sao mình không trúng số trời. Mà có mua vé số không? Có bao giờ mua vé số đâu. Dạ đó mới là vấn đề. Ngày nào không đi đâu. Dạ cho con trúng số này trời lại Phật mời tám phương chín hướng cho con trúng số, mà có đời nào mua vé số đâu. Ở nhà đó là giữa con với chồng thì là cổ chăm bạn nào nhiều? Cô dành thời gian quá nhiều cho con. Em chỉ mong đợi là phải cố gắng chăm sóc, dành thời gian chăm sóc bản thân đi. Thì con rồi nó cũng sẽ lớn thôi. Không lớn thời điểm này thì dần dần nó cũng tự lớn theo thời gian thôi. Không cần phải chăm sóc dữ lắm đâu. Để cho nó lanh lê bò lết vậy, nhiều khi mà nó cũng khỏe hơn, có sức đề kháng hơn. Cứ lục đà lục đục chăm con thôi. Em thấy là rất là bé tội. Là được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ mới có 11 tháng. Rồi em có chạnh lòng khi mà chăm con quá rồi bỏ em qua bên vệ đường không? Có chứ, dạ. Giống như em là cám mà để đó mà heo không được ăn đó đúng không? Dạ đúng rồi. Trời, sao mà có thể giải thoát được chuyện này đi ta. Tại vì ổng đi dạy từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối ông mới về. Mà ông về ông đâu quan tâm gì tới em đâu. Ông cứ nằm ông bấm điện thoại suốt. Em nói là chuyên comment với lại like dạo mà. lên rồi có ai đẹp là like với comment thôi, đâu có quan tâm điểm sĩ gì em đó, thấy chưa? Em phải lo cho con thôi. Đó thấy chưa, có lý do nha, có lý do mà khúc mắc là chỗ này nè. Bây giờ muốn heo mà muốn ăn cám á, thì làm ơn đi phải đi tìm cái bể cám đó, rồi phải hít phải hửi coi cám có thơm hay không, đúng rồi như thế nào rồi mới được ăn chứ. Chứ như vậy mà giờ cám trở thành cô gái lau gạch. Rồi em có mong muốn thay đổi gì không? Hy vọng là giờ em cũng sẽ dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc bản thân, với lại chăm sóc chồng hơn, chứ để dành cho cái thằng nhỏ nó chiếm hết sao làm ăn gì được. Đúng rồi, đúng rồi, nó chiếm hết. Tỷ lệ làm ăn bây giờ là tính theo tuần hay theo tháng? Hiện tại bây giờ thì bé nó cũng lớn rồi. Dạ nên là cũng theo tuần á. Dạ. Theo tuần là em còn hạnh phúc. Dạ. Có những người đàn ông á là còn phải tính theo tháng, thậm chí là theo quý luôn. Nói chung là tuần là được rồi. Dạ. Với cái 11 tháng như vậy là chu kỳ theo tuần là ok rồi. Dạ. Để cho con nó cứng cáp chút xíu nữa rồi mới đi học. Dạ. Nhất cũng là cải thiện được rồi đó. Dạ cũng cải thiện rồi được rồi mà mới có em bé nó bỡ ngỡ. Nên nhiều khi là nó bị áp lực kinh khủng khiếp, kiểu giống làm thế nào mà giải thoát được đi trời. Đôi vợ chồng quá đẹp đôi. Xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Xin chúc hai em luôn luôn vui vẻ. Thôi nên là em nên giống như là tự rút lui á, hai chị cũng có thể lấy anh này ra khỏi tay em, phải là do mình muốn hay mình cưỡng cầu là có được. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng thứ hai. Chào hai bạn, mời hai bạn giới thiệu về mình. Em là Phạm Tiến Công, hiện nay 31 tuổi. Công việc hiện nay em đang làm đó là giáo viên. Thế còn em? Em tên là Ngọc Bích ạ. Em 28 tuổi. Dạ em cũng là giáo viên. Chắc có lẽ là hai bạn gặp nhau trong một môi trường sư phạm đúng không? Dạ không, bọn em công tác ở hai cơ quan khác nhau anh. Công nhận tôi đoán đúng. Thế thì hai bạn lần đầu tiên là gặp nhau như thế nào? Bọn em là quen nhau qua Facebook. Mấy năm rồi? Dạ 4 năm. Và bọn em là có một người bạn chung trên Facebook. Thì bạn ấy có viết về một vấn đề. Anh ấy cũng có bình luận, em cũng bình luận. Nhưng mà ý kiến của bọn em nó... trái chiều. Dạ, nó không có đồng nhất. Cho nên là cãi nhau trên tường nhà bạn thì bất lịch sự. Cho nên là bọn em mới... kết bạn với nhau và tranh luận tiếp. Nghĩa là tranh luận nhau. Dạ. Rồi cuối cùng ai thắng không? Hiện giờ thì vẫn bất phân thắng bại. Ủa nhưng mà nếu mà tranh luận như vậy thì sao mà yêu nhau được ta? Sau đó anh ấy hẹn cà phê, hẹn rất nhiều lần nhưng mà em không đi lần nào cả. Vậy hả? Hẹn chắc phải 10 lần. Đúng em là thứ 10 cổ mới chịu đi hả? Dạ chưa, vẫn chưa chịu đi. Đến cái lần mấy thì cổ mới đi? Dạ không có lần nào đi hết. Ủa vậy cuối cùng sao? Tụi em lại gặp mặt theo trong cái trường hợp khác. Trường hợp gì? Lần đó thì ảnh đi xuống Bình Dương nhà em công tác. Thì anh ấy nói là thôi bây giờ anh tới gần nhà em rồi thì cái lần đó anh đến nhà em thì là ảnh xin phép ba mẹ em tìm hiểu luôn. Rồi ảnh trước khi yêu em anh có người yêu chưa? Mấy cô luôn. Rồi lúc đó em yêu bạn này thì bỏ mấy cô kia chưa? Em có bỏ không hay là bắt cá ba bốn tay luôn để chọn lựa? Tức là trong cái thời gian mà hai vợ chồng em quen nhau á thì cái chuyện của em với một số cô ngày trước á thì đã xong xuôi rồi. Là xong xuôi rồi phải không? Là xong xuôi rồi. Nếu vậy thì suôn sẻ, có cái vấn đề gì đâu. Có gì khó khăn không? Ảnh thì không còn vấn đề nhưng mà mấy chị kia thì còn vấn đề. Mấy chị kia còn vấn đề. Dạ, quen vài cô vậy đó. Nhưng mà có khi nào em bị mấy chị kia tiếp cận để mà làm phiền em không? Sau đó thì bọn em dạm ngõ xong á thì có một lần em đến thăm anh này. Đến đó thì gặp luôn cái chị người yêu cũ kia cũng đến thăm luôn. Một chị mấy chị? Dạ một chị. Rồi chạm mặt sao? Trời, xong rồi em nghe tiếng khóc rồi tiếng gào thét rồi nhiều lắm. Xong rồi em đi về. Chị kia thì làm gì mà gào thét? Lúc ấy thì em cũng đã nói lời là chấm dứt. Chấm dứt rồi nhưng mà cô vẫn yêu cầu em là muốn em quay lại đúng không? Cho nên mới có cái chuyện gào thét, khóc lóc đúng không? Rồi lúc đó em trả lời với cô đó như thế nào? Vẫn dứt dạc luôn hay là em lại quyến luyến? Không, cái vấn đề quyến luyến thì em không có. Là không đúng không? Rồi sau lần đó cô còn làm phiền vợ chồng em nữa không? Dạ không có phiền anh này. Thì qua phiền em. Chị đó liên lạc đối với em thì Facebook này, gửi mail, nhắn tin, rồi gửi hình kể chuyện ngày xưa thấm thiết. Chị nói là đó anh chị rất là yêu nhau. Em nói chung là người tính sau thôi. Cho nên là em nên giống như là tự rút lui á. Có nghĩa là chị yêu cầu em rút lui để mà nhường lại người chồng của em cho chị. Rồi em trả lời sao? Quyền quyết định là của anh này. Em không làm gì cả. Sau đó bọn em vẫn cưới nhưng mà chị đó vẫn như vậy á. Vẫn ghen cho tới bây giờ luôn. Dạ không, sau cưới chắc cũng khoảng cả năm á. Bây giờ tụi em là lấy nhau bao lâu rồi? 3 năm mà chị. 3 năm, có nghĩa là 1 năm sau hôn nhân. Mới thoát. vẫn bị cổ làm phiền. Dạ, giống như là chị đó không muốn rồi, chứ nếu chị muốn là lúc nào chị cũng có thể lấy anh này ra khỏi tay em. Không có biết cái không biết chị, tại em không có biết. Em làm cú knock out như thế nào mà để dứt điểm? Thì bắt đầu là chị liên lạc với em rất nhiều nhưng mà không thấy em phản ứng gì. Thì chị bắt đầu là chị chuyển hướng sang anh này, thì em cảm thấy là không được rồi, phải giải quyết. Trong cái một cái năm đó thì em quan sát chồng coi là chồng có cái biểu hiện gì là lung lay hay không. Đúng. Nên em thấy chồng em không có vấn đề gì cả. Không vấn đề gì. Rồi vấn đề xong là của chị đó thôi. Ừ, rồi xong em giải quyết sao? Thì ban đầu là rất là giận dữ, rồi chuyển sang bực bội. Nhưng mà sau đó em lại nghĩ như thế này nè, thật ra không phải chỉ có chị đó mệt, em mệt, anh này cũng mệt, không ai hạnh phúc cả. Rồi sau em lại thấy là chị đó lớn tuổi hơn em nữa, yêu anh này mấy năm rồi chia tay. Em cảm giác giống như chị bỏ lỡ thanh xuân á. Thì em cảm thấy đứng ở cương vị là cùng là phụ nữ á, em cảm thấy như vậy là nó không xứng đáng. Sau đó là để giải quyết chuyện này thì em viết một cái gọi là giống như tâm thư á anh. Em đồng ý với chị là anh chị có một cái thời yêu nhau sôi nổi say mê mà em không có đó. Nhưng mà em nói là cái sự lựa chọn của duyên phận đó, nó không phải là do mình muốn hay mình cưỡng cầu là có được. Sau đó em gửi cho chị đó có một cái bài thơ đó, chị không phải của em nhớ trên mạng thôi, là đưa người yêu đi ngang nhà người yêu cũ ạ. Trong cơn mưa ban trưa bỗng thấy lòng mình ước thành hai nửa, nửa ước bây giờ nửa ước xa xưa. Thật ra anh cũng rất khó, anh cảm thấy khó với em mà cũng khó với cái chị. Nói tóm lại là có một cái câu chốt hạ gì để mà sau là viết bỏ. Là cái viết câu cái gì? Đó. Em nói là thanh xuân là cái quý giá nhất của người con gái ạ. Cho nên là không thể vì ai khác, dù là người mình yêu nhất đi chăng nữa, có thể phí hoài ạ. Để hy sinh cái thanh xuân của mình, đúng không? Trong cái thời gian đó thì Công biết rằng là vợ mình rất là buồn và thậm chí có thể gọi là stress không? Stress. Em biết là vợ mình stress rồi. Nó chị tội lắm. Ồ, mà có thai nữa hả? Dạ, thấy tội nghiệp lắm. Vợ em có tính muốn giữ kín trong lòng. Ngay cả sau này em biết là từ lúc sống với ba mẹ cũng vậy. Nhiều khi là có những cái chuyện gì đều ngồi trong một chỗ rồi trong cái phòng đó để tự giải quyết. Thế em cũng biết như vậy thì em hỏi thì vợ em không có nói. Cái thời gian đấy thì vợ em lại có thai nữa, thì mình rất là lo từ cái yếu tố tâm lý nó ảnh hưởng thai nhi. Thì em sẽ làm mọi cách để làm cô ấy vui, như là làm việc nhà, rồi chăm sóc cho vợ, rồi đi làm thì sáng đi chiều về. Mặc dù quãng đường em đi khoảng một ngày là mất 3 tiếng. Nói chung đó là về tinh thần. Còn ở đây là anh Vinh muốn hỏi em là em có làm một cái động tác gì tác động đến cái cô kia để mà cô kia cổ buông không? Bắt đầu kể từ cái lúc đấy thì không có liên lạc, không có cắt đứt liên lạc nữa, nên em cũng không có cái động thái nào tới cái... Nói chung là chỉ có cái động thái gọi là san sẻ với vợ. Đúng, em quy định như vậy ạ. Anh ấy không có mối cái liên hệ gì với người đó là được. Tự em giải quyết. Anh làm như vậy là tốt rồi đó, không làm gì với cái chị kia là tốt rồi. Tự bản thân em là giải quyết tâm thơ xong bài thơ nữa là cô ấy. Em thấy sau khi em gửi cái bức tâm thư đó xong thì nói là tâm thư như thật, nó giống chia sẻ vậy đó. Thì sau đó chị đó không có làm phiền. Không có làm phiền coi như thì là 2 năm nay yên ổn rồi. Em bé được mấy tuổi rồi? Dạ 2 tuổi luôn anh. Rồi có nghĩa bây giờ là tụi em có muốn là qua cái chuyện này tụi em có một cái gì đó muốn ở nhau, ví dụ như muốn chồng nên thay đổi như thế nào, hoặc là chồng muốn vợ phải thay đổi ra làm sao để cái cuộc hôn nhân này bền vững hơn nữa. Thật ra là bọn em tham gia chương trình này á là vì chồng em là một người tương đối kỷ luật á, ít có hành động lãng mạn lắm. Kỷ niệm 5 ngày cưới không thấy gì, 2 năm ngày cưới cũng không thấy gì. Năm nay là kỷ niệm 3 năm ngày cưới thì em mới bày ra để cho nó có một cái sự kiện đặc biệt. Cho nên là bọn em quyết định tham gia cái chương trình này. Với lại là họ hàng anh còn ngoài quê ạ. Bọn em cũng có con nhỏ rồi cũng chưa có dịp về thăm ông bà rồi họ hàng. Thì giống như tham gia chương trình thì mọi người có thể nhìn thấy bọn em, thấy cuộc sống của tụi em hạnh phúc như vậy. Cũng nghĩa là bọn em đã rất cố gắng để có thể cùng nhau. Người ta nói 3 năm đầu hôn nhân là khó khăn nhất, thì bọn em có thể cùng nhau đi qua được. Thì hy vọng là nhiều năm về sau nữa thì bọn em cũng có thể ở bên nhau giống như vậy ạ. Rồi đó là 2 cái lý do tụi em tham gia. Nhưng bây giờ chị đang muốn nói là trong cuộc sống hôn nhân của tụi em á, em có muốn chồng em thay đổi gì không hay là giữ y nguyên con người vậy? Nên chăm chỉ nói những lời dịu dàng với vợ hơn. Vậy thôi gì? Được. Còn em có bây giờ thay đổi được hay không? Bắt đầu từ bây giờ. Chắc chắn là được ạ. Chắc chắn được. Rồi. Mọi người làm chứng nha. Chắc chắn là được. Rồi còn em muốn vợ em thay đổi gì? Mình thay đổi gì không? Phải chăm chỉ hơn một chút. Một cái chăm chỉ thôi đúng không? Không phải đâu chị. Nhà em có phân công công việc. Việc nhẹ, sạch sẽ, đơn giản em làm. Rồi. Việc nặng, phức tạp. Bây giờ là biết hết. Bây giờ không có cái gì mà phải biện hộ nữa. Chồng yêu cầu vợ chăm chỉ hơn là cứ biết là mình phải chăm chỉ hơn. Còn chồng á là làm ơn làm phước, là nói những lời ngọt ngào hơn đó. Chị nghĩ là 2 người sẽ làm được. Quá đơn giản mà đúng không? Anh thấy là đơn giản mà đúng không? Đâu bây giờ em chúc họ hạnh phúc đi. Ở kênh như là Nhân ngày hôm nay là ngày kỷ niệm 3 năm ngày cưới, thôi thì anh chúc hai em không phải là 3 năm, 100 năm hạnh phúc. Cái gì dữ vậy ông nội nghe. Và bao cháu có một tin vui nữa để cho con của mình có em để mà nó bồng bế và chơi đùa với nhau nha. Chúc gia đình lúc nào cũng sung túc, vui vẻ. Trong điều hiện đại mà chẳng tin luôn, không có để ý là xem ông này ông đẹp hay là ông ấy xấu. Giờ một là làm người yêu của anh, hai là thôi không có liên quan gì nữa. Rồi, kính thưa quý vị, và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Mời hai vợ chồng với giới thiệu về mình. Xin chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân. Em là Lê Thành Vân, 30 tuổi, hiện em đang làm kinh doanh thời trang. Thành Vân. Rồi, mời em. Em là Phương Nguyễn, hiện tại em 27 tuổi và em cũng đang làm kinh doanh về hóa chất. Hai bạn gặp nhau trong trường hợp nào? Thời đấy là em đang học lớp 12. Hôm đấy là đi học thêm ấy, thì đến cái phòng trọ của bạn, cùng học cùng lớp, thì vợ đi học về. Thì lần đầu tiên thấy gặp một người con gái mà trắng tinh luôn. Trong cái tà áo dài thì em cũng thích. Em mới ngồi cái bàn của vợ ấy, thì có một quyển sổ, em cứ ghi vào dòng chữ là làm bạn với anh nhé. Rồi ký tên là Lê Thành Vân, rồi ngày tháng là ngày 28 tháng 5 năm 2005. Rồi khi mà em nhận được cái lá thơ đó thì là cái cảm xúc của em như thế nào? Khi mà có một ấn tượng đó là về cái chữ của anh này rất đẹp. Em thấy là ấn tượng về cái dòng chữ thôi chứ còn không có để ý là xem cái ông này ông đẹp hay là ông ấy xấu. Rồi đến bao lâu thì hai đứa mới gặp nhau? Sau đấy 2 hôm ấy thì em thấy thích rồi, em mới bắt đầu là viết thư gửi cho người bạn học cùng lớp ấy. Đó, đưa cho vợ em thì sau đó là cứ hai đứa cứ viết thư, viết qua, viết lại. Cũng được khoảng 4 tháng. Rồi em mới chốt một câu là giờ một là làm người yêu của anh, hai là thôi, không có liên quan gì nữa. Trời ơi, câu trả lời sao? Thì lúc đấy thì bị vô cái tình hướng mà không là người yêu nữa thì thôi, không bạn bè cũng không anh em gì hết. Thế tôi chọn Đại. Nhưng mà chọn Đại vui không? Lúc đấy thì cũng thấy rất là vui, rất là hạnh phúc. Sau đấy thì anh thi, anh đậu đại học. Gia đình thì lúc đấy bố có cái nhìn khác về anh và mọi chuyện thì nó cũng dễ dàng hơn. Rồi có chia tay lần nào không? Chia tay thì chắc là vô số lần anh ạ. Đỉnh điểm là những lần là anh này cá độ. Khi anh học năm 2 á thì anh ấy lại chuyển sang ở trọ chung với một cái đám bạn. Thì mấy anh này mê game nè, mê cá độ nè, mê đánh đề nè. Thì chồng em cũng lao theo và lúc em phát hiện ra thì em muốn chia tay. Dạ. Tại vì bạn bè thì cũng bị lây đúng không? Dạ đúng rồi đấy. Em nói gì không nghe luôn, bất chấp cứ lao vô, xong rồi tiền thì cứ chơi bữa được bữa mất, hầu như là mất chứ không được. Rồi làm cách nào mà hai người hàn gắn lại? Cái đợt mê chơi đấy đến độ mà nợ đến tận 20 triệu, anh không còn cách nào nữa, thế anh phải xin tiền bố mẹ. Xin tiền thì bố chồng em bây giờ thì mới gọi cho em, mới la là tại sao mà con yêu nó mà tại sao con lại để cho nó lâm vào cái cảnh nghiện ngập như vậy. Con yêu con phải có trách nhiệm, con phải làm sao cho nó thoát khỏi cái cảnh mà nghiện ngập nó đi. Thì lúc đấy thì em mới thấy là mình có lỗi. Thương ông quá, sợ ông lại tiếp tục ông ấy lâm vào cái vũng bùn á. Thế là em mới quay lại. Vậy thì từ cái lúc đó cho đến lúc mà anh này ảnh thoát khỏi những cái cơn nghiện cờ bạc đó là bao lâu? Là kéo dài cũng phải hơn 2 năm. Và em cảm thấy rất là xấu hổ. Có đến lúc mà thời điểm mà gần Tết rồi cũng nói với bố mẹ là con lần này không về đâu, con ngại lắm, con xấu hổ lắm. Thì nhưng mà bố mẹ thôi cứ về đi. Thì là em cảm thấy xấu hổ thì em quyết tâm là em bỏ. Vậy thì hết mê cá độ gì, có mê cái khác? Chuyển sang là mê gái ạ. Ôi trời ơi. Trời ơi. Và cái ca này là ca rất đâu mê nhậu đường đỡ đâu. Trời, chuyển qua mê gái, trời ơi. Không nhậu có nữa. Có luôn. Trời ơi, để ta té cho mình. Rồi mê gái sao? Rồi. Có giữ bằng mê cá độ không? Nói chung là cái level của nó cũng hơi khác một tí. Đâu để kể một đi, chuyện đi. Chuyện mê gái lần đầu tiên đấy là khi đó là anh học năm 2, anh ở trọ trên đấy thì bữa đấy em bắt xe buýt em chơi. Thì em vô trong phòng anh thì em lại thấy có một cái cô gái ở đấy. Em cũng chào chị. Thì chị mới hỏi là hỏi chồng em ấy, em là ai? Thì anh ấy mới trả lời là em gái của anh. Chị kia cũng hỏi là em thì em cũng gật đầu. Em kêu dạ đúng rồi, em gái của anh Vân. Thế là hai người đấy đi ăn chè. Cái có em đi thì cho em vất vát đi theo luôn. Thế là hai người đấy là đi song song với nhau, còn em thì đi sau đuôi á. Cái em đi vô tới quán chè thì em thấy cái cô này cứ nhìn anh này đắm đuối, cứ nhìn mà anh này cũng chả thấy nhìn mình gì cả. Thế em mới có nghi vấn ở đây, em bảo chắc là có cái gì đấy. Thế là về em mới mượn điện thoại để em chơi con rắn ấy. Thế em mới đọc tin nhắn thì em mới tá hỏa. Ồ, hai người này đã nhắn tin với nhau từ rất lâu rồi. và cũng có nhắn là anh ngủ chưa, em nhớ anh, cái này cái kia. Cái em mới lôi ra con này là con nào, quen nhau từ khi nào mà bây giờ dám giấu giếm mà còn gọi tôi là em gái nữa hả? Cái đập điện thoại. Em mới đập điện thoại rồi em mới bỏ về. Thế bây giờ mới biết tại sao các hãng điện thoại tranh nhau để mà ra điện thoại để cho người ta đập thôi chứ làm gì. Sau cái cú đó ảnh còn mê gái không? Còn chứ. Dạ. Có thêm một cô nữa thì bữa đấy là chở em tới phòng chơi thì em mới xem được cái điện thoại ấy, thì em thấy là cái cô kia nhắn cô đòi tới ở chung phòng anh này. Tức là cô kêu là tối nay cô dọn đồ tới cô ở với ông ấy. Em mới hỏi thì giải thích là do cô này cô thích chứ không phải là do anh thích. Em tủi thân quá cái em mới khóc, em mới bỏ về em không. Bây giờ anh muốn hỏi có lần nào mà em đánh ghen không? Thôi để ông nói đi. Dạ. Em kể có bao lần giờ nào mà giờ em đánh ghen không? Vợ đánh ghen thì có câu chuyện này lúc đấy sau cưới rồi. Cưới rồi mà vẫn còn dính hả? Oh my god. Rồi sao? Cái này thì chắc là cho vợ kể để cho nó hấp dẫn. Không, anh muốn em kể. Em kể đi, em kể đi. Kể đi vui mà. Giờ em đánh ghen sao? Cái cô này ấy, thì là em tìm trên Zalo ấy chị, thì thấy cũng dễ thương nên là cũng nói chuyện thôi. Nên sau đấy hẹn gặp cà phê một lần. Nó gặp một cái hiểu sao gặp một lần mà cô ấy thích luôn, cô ấy yêu luôn, cô nói là giờ em không hiểu sao mà em cảm thấy là nhớ anh. Sau đấy là em đang tuyển nhân sự ấy thì cô ấy xin bảo đến làm, nhưng mà làm sau đấy vợ đến hỏi là tên tuổi ấy, để mà chấm công ấy thì bảo là em làm giúp anh Vân thôi chứ em không lấy tiền. Thế vợ đâm ra nghi ngờ. Rồi sau đấy thì công ty em tổ chức đi chơi thì em có uống hơi nhiều, thế là say, thế là vợ mở điện thoại ra. Lúc ấy em tình cờ thôi, em thấy tít tít tin nhắn, mở điện thoại ra thì em thấy là chat kêu anh làm gì đó, ăn chưa. Xong rồi em mới lướt lên thì em đọc được rất nhiều tin nhắn và tin nhắn rất là mùi mẫn. Lúc ấy em điên máu rồi đó, là em mới nhắn cho cô này là bây giờ anh đang ở nhà, anh muốn gặp em, thì em dụ cô đấy tới nhà em để em cào mặt ra đó. Rồi lúc đấy là 11 giờ đêm rồi mà cô ấy vẫn tới thì mới điện thoại cho chồng em. Lúc này thì em mới bắt máy, thì em mới nói là chị Phương đây, chứ nãy giờ không phải anh Vân là nhắn cho em đâu, giờ em về đi chứ không chị xuống là có chuyện đó. Lúc đấy là em đã kìm hãm lại được cái cơn giận dữ của em rồi. Thì cô đấy cô mới đi về, và trong đêm đấy thì em mới gọi ông này dậy để xử, nhưng mà ông xỉn quá rồi không có gọi được. Thì em mới hớn sáng mai và lấy móc ra đập cho một trận. Đánh anh này chứ không phải đánh cô kia. Dạ đúng rồi, cô đánh kia là lúc này tâm lý thôi. Đúng rồi. Đó còn vật thể thì anh này hứng. Đúng rồi. Đúng không? Anh muốn hỏi cái tâm trạng của em. Đúng rồi, em rất là buồn, thất vọng lắm, cũng muốn chia tay, cũng muốn ly dị rất là nhiều lần. Nhưng mà thấy là thực ra chồng mình thì rất là dẻo miệng rồi, với lại cái bản tính ga lăng, với lại làm kinh doanh thì em biết rồi. Thì em nghĩ là thôi cái này mình sẽ chữa từ từ. Rồi bây giờ đã chữa được mấy phần rồi? Chữa được khoảng 8 phần 10 rồi. Như thế đó là hay. Không, bây giờ chị hỏi Dân nè. Dạ. Lý do gì mà sao em dễ say nắng quá vậy, em dễ bị dụ quá vậy? Thực tế là một cái điều mà giờ hôm nay em mới bật mí là vợ em ít ghen với lại là dễ quá, dễ với chồng á. Thực tế là thế, dễ với chồng, dễ với chồng quá. Chồng đi đâu hay làm gì thì thường nó không quan tâm lắm. Như vậy do lỗi bà vợ rồi. Nên là đâm ra là mình thoải mái. Em nghe chưa? Tại vì bản thân em thì em nghĩ là vợ chồng thì mình phải cho nhau khoảng thời gian thoải mái. Em không muốn cứ gò ép chồng, cứ phải nhìn ngó chồng đi đâu làm gì thì em cũng thấy em cũng mệt mỏi. Chỉ có khi nào mà nó quá lố thì em mới ra tay thôi. Nhưng mà em có cảm giác là mình dễ dãi với chồng mình. Nhưng mà có khi nào em nghĩ là nếu mà vậy mình có quyền dễ dãi với bản thân không? Dạ không chị ạ. Em nghĩ là mình dễ với chồng nhưng nó ở trong mức độ của mình, chứ không phải là mình buông thả chồng luôn. Nhưng mà em biết là những cái lần mà chồng say nắng thì cũng có những cái lỗi lầm của em trong đấy. Tức là những cái lúc đấy thì em cứ lo toan cho công việc và không có để ý gì tới chồng nhiều. Bạn có muốn nói gì với vợ mình hay không? Thực là như thế mình rất là có lỗi với vợ, cảm thấy là tội lỗi quá. Hôm nay đến với chương trình thì em có một cái điều bất ngờ dành cho vợ. Em cũng chia sẻ lý do luôn là tại vì lúc cưới ấy, lúc đấy em mới ra trường chưa có tiền bạc, chưa có gì hết. Vợ thì lâu lâu thỉnh thoảng bảo sao anh không cầu hôn em đi, hoặc là hay giờ anh cầu hôn em đi. Thì thật sự hôm nay thì em muốn làm cái điều đấy dành cho vợ em. Là cầu hôn. Dạ đúng rồi. Thật sự là cảm ơn em đã ở bên anh từ khó khăn rồi đến những lúc này lúc kia. Thì cảm ơn em đã ở bên anh 10 năm nay rồi. Hôm nay thì nhân chương trình này thì mong muốn là cầu hôn em thêm một lần nữa. Thì đây anh có nhẫn chuẩn bị đây, cái này là hơi bất ngờ. Hay quá. Hy vọng là em sẽ cùng anh đồng hành đến suốt cuộc đời này. giờ em rất là cảm thấy rất là hạnh phúc và rất là xúc động. Em cũng cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho hai vợ chồng em lên đây, và cũng cảm ơn anh nhiều, và mong anh luôn quan tâm vợ nhiều hơn. Bây giờ vậy nè, với một cái gì hết sức là chân thành ha từ phía chị nè. Mặc dù tụi em đã đi với nhau 10 năm, một chặng đường tương đối là dài, nhưng hôm nay sẽ là một khởi điểm cho những năm tiếp theo. Và đến suốt cuộc đời này tụi em sẽ là niềm vui, hạnh phúc và thực sự thấu hiểu nhau, yêu thương nhau, chia sẻ với nhau. Đúng là một gia đình nhỏ, và rất mong rằng những cái hy sinh của em đối với chồng, sự tha thứ, sự bao dung của em ngày hôm nay là coi như em đã được đền đáp lại, đúng không? Và sau này em sẽ là một người vợ cực kỳ hạnh phúc với người chồng này. Và chị Vân vừa nói đến cái từ là gia đình nhỏ. Mà gia đình nhỏ thì không thể nào mà chỉ có hai người không, mà gia đình nhỏ nó còn phải có người lớn và con nít. Cho nên là anh được biết hai vợ chồng em vẫn chưa có em bé. Thôi thì nhân hôm nay ngày hạnh phúc của hai bạn, thì anh Thuận xin chúc cho hai bạn mau sớm có một cái tin vui ha. Và để cho vui cửa vui nhà, để đúng với cái từ gia đình nhỏ hạnh phúc to. Cảm ơn hai bạn đã đến với